từ cái gì đấy anh ạ. À? Anh là xây dựng, các anh quá hiểu rồi, nhưng mà anh này anh lo lắng hơn ra tất cả. Cái quà này nó hơi bé bà. Anh em cháu quà to bàn rồi là. Đi bảo cứ lâu rồi như anh này, anh cứ bảo là vừa vừa mà phải nói như này này. Thấy ở đây cái gì xinh. Tôi mình nghĩ là hay là cái anh sợ cái hàng này nó mất ra. Bàn là kéo đây cũng xinh. Mà đến cái này cũng xinh, ngay xưa cái bàn nó to tướng này chứ đâu phải bé bé xinh như này đúng không? Thế mà đợt anh làm từ một thì rất là kỹ. Đợt đi đợt lại thì kéo lắm. Công ty anh Vượng Trần Duy Hưng ngày 12 tháng 10. Hôm nay tổ thợ của công ty GSC tiếp tục công tác giải tấm sàn bê tông mác cao. Để ngày mai có thể là đi thép dương, thép bổ sung và lưới thép để hoàn thiện công tác đổ bê tông. Công trình Trần Duy Hưng sáng ngày 13 tháng 10, 2024. Các tổ thợ của công ty GSC tiếp tục hoàn thành các công tác buộc cốt thép, xử lý các vấn đề tồn đọng trước khi đổ bê tông vào thời gian vào lúc 1:30 chiều hôm nay.